Hôm nay mình sẽ cài Windows 2.1 trên máy ảo VirtualBox ha. Thì trước tiên á, mình cần phải có download cái VirtualBox từ cái trang web của VirtualBox ha. Rồi mình sẽ đào về một cái MS-DOS 3.31 đi ha. Đó phần hệ điều hành DOS á. Thì Windows 2.21 thì nó chạy trên nền DOS thôi. Mà cái file Windows 2.1 nó không thể boot được, nên mình phải boot từ DOS, phải cài DOS trước. Bây giờ mình cần phải có DOS 3.1 nè, 3.31 nè, và bản Windows ha, file Windows. Thì các file để cài đặt Windows 2.1 thì nó gồm có như 4-5 đĩa gì đó. Nè, tôi đã tải về trước nè. Nó có đĩa số 1, đĩa 2, đĩa 3, đĩa 4. Có 4 đĩa cài đặt Windows 2.1. Giờ mình trước khi cài nó thì mình cần những cái file như thế này. Mình xem lại nè. Gồm có VirtualBox ha. Nó phần mềm chạy máy ảo á. Rồi MS-DOS 3.31. Mình cài bản thử 3.1 thôi. Mình có thể cài trên phiên bản DOS 5 chấm trở lên ha. 5 chấm, 6 chấm, 7 chấm gì đó. Nhưng ở đây mình cài bản thấp nhất, bản thấp thôi, để mình tìm hiểu thêm file ảnh của Windows 2.1 ha. Ở đây mình đã tải sẵn cài đặt sẵn đây nè, VirtualBox đây ha. Mình double click vô đây mình chạy nó. Đây VirtualBox, cái giao diện của VirtualBox ha. Bây giờ mình cài 2.1 Windows 2.1 lên để chạy trên máy ảo này ha. Trước tiên mình chọn new ha, nút new nè, new. Rồi name thì mình ghi là Windows 2.1 ha. Windows 2.1. Ở dưới đây cái nút dưới cùng này, cái dòng dưới cùng là mình chọn thấp nhất á, tại vì nó ở đây nó không hiển thị lên cái 2.1 mà có 3.1 thôi, mình chọn cái 3.1 đi. Để cho nó cấu hình cho mình khỏi cấu hình. RAM cần RAM 32 MB, mình mặc định nó luôn đi ha. Setup RAM á 32 MB, mà thật ra không cần đâu. Đồ 2.1 nó chạy có RAM khoảng 10 MB, 20 MB vậy thôi. Nó để 32 MB cho rộng rãi ha. Tại địa ảo nè, chọn mặc định luôn ha, grid. Chọn cái mặc định luôn ha. Cho mặc định luôn ha. Ổ cứng thật ra không cần nhiều lắm đâu. Mình cho nó 250 MB thôi ha. Giờ mình cho setting ha. Setting mình để cho nó sáng ở chỗ window này ha. Sau mình chọn setting ha. Cái phần general đó cho mình không gì hết, để mình xem thôi ha. System ở đây mình không cần để optical nữa ha. DCD không cần, bỏ đi. Processor mình để mặc định luôn ha, không xin sửa. Mình nhớ cái phần này mình sẽ bỏ, nhưng mình không cần cái phần cứng ảo gì đó ha, bỏ đi. Display ha, mình chọn mặc định luôn đi. Storage, chỗ này hơi quan trọng nè, bởi vì trước khi cài Windows mình phải cài DOS ha. Thì ở đây nó có hiện cái controller floppy ha, cái này nè, empty ha. Bây giờ mình chọn đĩa, bấm empty, mình chọn cái đĩa để mình liên kết nó vô. Thì chỗ này mình sẽ liên kết trước cái đĩa DOS nha, giống như cái hành động lúc mình cài máy thực á. Mình cài máy thực mà mình phải bỏ cái đĩa mềm vô á. Bây giờ mình không có chờ xài máy ảo nên mình phải thực hiện cái hành động này. DOS ha. Cái bản DOS là mình đã tải về đó. Đây mình có cái ảnh DOS nè ha. Giờ mình liên kết nó vô chỗ ổ đĩa mềm của mình trên máy ảo ha. Đây.
Đó, ha, đi cất rồi nè. Tức là hành động giống như mình bỏ cái ổ đĩa mềm vô mấy cái tính mình đó. Nhưng mà trên máy ảo mình phải thực hiện giống vậy. Audio mình đã xét mặc định luôn đi ha. Network, nghe không có xài network đâu. Windows xưa không có xài network đâu ha, mình bỏ đi. Serial không, mấy cái này mình không có cần tới ha. Giờ sau khi mình setting xong, mình đặt cài đặt xong á, ok. À, bây giờ mình chạy Windows ha, mình chạy để cài đặt ha, cài đặt DOS trước. Mình chạy DOS trước ha. Chỗ này mình có thể là double click vô đây để mình chạy, hoặc là mình bấm cho start. Start. Mình đóng màn hình này đi. Cancel. Nè, đây là DOS 3.1 nó chạy nè ha. Ngày tháng đúng rồi nè, enter. Giờ đúng luôn. Đó. Hiện giờ là trên ổ đĩa A là có đĩa đo, đĩa DOS mình đổi vô mình xài đó. Ha. Mình đi thử ha. Disk B. Mình đi thử để mình xem á. Mình xem từng trang á, xem trong cái này nó có cái gì ha. Đây. À đó. Mình cần nhất là cái floppy này nè, cái edit này nè, mình cần cái này ha. Edit là cái đĩa phổ giống như là partition á, phân chia những cái chiều đĩa đó. Mình xem ha, xem thử ha. Cái này đó. Bây giờ mình phải chia ổ đĩa nè. Hiện giờ hiện tại oxy mình không có nè. Mà đánh xem thử nè ha. Không có oxy đúng không? Bây giờ mình chia ổ đĩa ha. Edit. Sao? Đây là chia ổ đĩa nè. Định định dạng ổ đĩa chứ không phải chia ổ đĩa, định dạng ổ đĩa. Không phải định dạng gì, cái này là cái sần đó mình. Giờ mình chạy ổ đĩa ha. Tạo bản, đúng rồi, partition. Chấp nhận số 1 ha. Số 1 chọn 1 luôn ha. Nó nói là partition make dot partition active. Yes ha, chấp nhận yes. Nó cảnh báo cho mình nè. Nếu chấp nhận làm tiếp á thì bấm yes. Không thì no, bấm yes ha, y enter rồi insert it nè, enter retard rồi đó. Rồi bây giờ mình xem thử nè, hồi nãy mình không có OC đúng không, sau khi mình edit á nó sẽ có hiện OC lên đó, thấy không? Bây giờ OC là không có gì hết ha. Bây giờ mình phải format OC, format để mình tra tập tin á. Quay đi add format ha. Giờ format nè. Mình format C ha. Format C. Bây giờ mình check S. Cái lệnh format C sọc set S. Tức là mình định dạng ổ đĩa C mà nó chép tập tin hệ thống luôn để nó boot luôn ha. Tại khi mà sau khi mà mình format xong ổ C nó có thể boot từ ổ C. Mình chưa format size S thì nó chưa có boot được kiểu oxy ha. Là nó cảnh báo cho mình là nếu mà mình format xong á oxy thì tất cả cái dữ liệu gì trong oxy trên máy tính mình nó sẽ bị xóa hết ha. Mình format mình biết là không có gì là mình phải chấp nhận ha. Yes ha. Continue format yes là y ha, enter. Nhưng mà mình đừng có lo, cái này là trên máy ảo thôi, nó thực hiện tập tin trên máy ảo thôi chứ không phải là trên máy thiệt của mình nha. Nên bởi vậy ổ si của ổ máy thiệt của mình á, thì nó không có ảnh hưởng gì hết. Cái này là trên máy ảo nó tạo được ổ gì ảo si thôi, mình không khỏi phải lo. Yes, enter. Enter bắt đầu format nè. Enter tức là máy nó sẽ format nha. Ok. Bây giờ mình reset lại thử mình biết liền. Trước khi reset lại á. Khoan đi.
bây giờ mình chép chép dot vô ổ C ha, để hồi nó bút từ ổ C luôn. Nó tức là ổ C nó có dot á, bây giờ mình chép tất cả tập tin bên đĩa A ha sang đĩa C ha, tức là từ đĩa mềm sang ổ cứng á, tức là mình chép dot sang đĩa cứng á ha. Thì cái mình copy copy sao chấm sao sang C ha. Cái lệnh này nè, lệnh copy sao chấm sao là tất cả tập tin, sao chấm sao là tất cả tập tin của đĩa ODA sang đĩa C ha. Enter. Đó. Hiện giờ là tức là ổ C mình đã có dot rồi đó. À, bây giờ mình lấy ổ đĩa, lấy đĩa mềm ra ha. Nè, hiện giờ đối đĩa mềm là cái này đĩa dot nè, đĩa một thì đĩa dot này nè, nãy mình bỏ vô á. Bây giờ mình remove nó ra ha. Rồi, mình xem lại có phải remove không. Nghe không? Nó đã demo rồi nè. Nếu mà có dấu check ở trước tức là đĩa còn ở trong ổ đĩa. Không có dấu check tức là mình đã demo ra hết rồi. Ha. Bây giờ mình reset lại cái máy nó chạy làm sao? Reset. Nghe không? Bây giờ là dot nó boot từ ổ C này nè các bạn. Bây giờ mình tiến hành cài đặt Windows ha. Tức là chuẩn bị 4 cái đĩa Windows nãy mình tải về đó. Bây giờ ha, mình bỏ cái đĩa Windows tức là cài được. Để là đĩa mềm thôi nha. Đĩa mềm mà floppy á. Bây giờ mình để nó vô ha. Bây giờ mình bỏ đĩa mềm vô ổ đĩa floppy ha. Nãy mình tải về đó, nó nằm đâu. Để trên đây nè. Windows nè. Windows 2.2 ha. Bây giờ mình cài 2.1. Mình cài 2.2.1 ha. Đây ha, mình có 4 đĩa. Ha. Bây giờ mình bỏ đĩa setup vô trước nè. Setup. Nè, bây giờ mình đợi double đĩa ở đĩa vô nè. Thấy không bạn? Nè. Đó, đĩa setup nè. Ha. Đã nằm vô đây rồi, tức là nó ổ đĩa setup nó đã nằm vô ổ đĩa mềm rồi đó. Bây giờ mình chỉnh đĩa A ha. Hiện giờ là trên ổ đĩa A nó có đĩa Windows setup. Bây giờ mình bấm setup ha. Setup enter. Bây giờ nó chạy setup nè. Mình đọc ha, đọc kỹ ha. Continue setup thì enter. Enter. Bây giờ mình chép thẳng dưới thư bột góc của ổ C ha. Mình chép vô thẳng dưới bột C luôn. Rồi mình chạy Windows, chạy Win luôn. Khỏi phải gì hết. Tại vì nếu mà mình để cho Windows, tại vì cái bản dot 3.1 á, nó không có đủ cái lệnh để mình tắt đó lắm, xây lỗi đó. Dot 3.1, nếu mà mình cài dot 4.5 trở lên thì mình khỏi phải, mình cài vô thư mục Windows được. Còn này mình cài thư mục góc đi cho nó chạy. Enter để cài Windows vô thư mục góc luôn á, OC á. IBM, mình chọn cái IBM ha. No change. Enter ha. Technology không cần đâu. Chọn no ha. Bây giờ nó kêu mình bỏ đĩa nè. Display 2. Thì 1 vô ha. Bây giờ mình muốn bỏ ổ đĩa vô, mình chọn cho device nè. Ha. Lobby. Mình choose this file ha. Display 2 thì 1 đây, cái này thứ hai này các bạn ha. Open. Rồi. Enter ha. Mình không cần máy in đâu. Ha. Mình bấm mũi tên lên số mình chọn ha. Không cần máy in, continue setup ha. Cái này mình chấp nhận đi. Enter. À, bỏ đĩa số utility 2 ha. Phong đi. Mình chọn device ha. Lobby. Choose this ha.
mình tìm tới phong nè, phong cái thứ 2 nữa ha. Này ha các bạn. Rồi enter. À, bây giờ enter. Enter để chọn á. Rồi bắt đầu đĩa, bỏ đĩa application and drive ha. Application and drive đây nè. Ha, chạy lên device. Chọn xuống đĩa mềm. Choose this file. Cái cuối cùng là đĩa thứ tư nè các bạn. À, ok ha. Rồi enter. Mình có cần tạo chỉnh sửa lại cái tập tập thanh chạy chấm bát không ha? Không cần đâu. Nếu mà mình chưa chỉnh sửa trong tập thanh chấm bát thì mình cho thể là khi mà mình khởi động lên nó chạy thẳng như Windows luôn nữa, mình phải dễ cấu hình nó lại, không cần thiết với vậy ha. Nè nó kêu mình tiếp tục đi ha, không cần, mình đọc file sẽ. Rồi trên sẽ có cài đặt cái để cái bộ nhớ nè, không cần đâu. Không cần ha, không cần bộ nhớ. Rồi sau khi mình đã cài đặt xong rồi đó, chỉ cần đánh chữ win là mình enter là mình chạy luôn. Bây giờ trước khi mình khởi động lại ha, mình lấy đĩa ra, lấy đĩa hết ổ đĩa mềm ở trong ổ đĩa đó, remove ha. Rồi xem lại coi mình lấy ra chưa. À, hết rồi bạn ha, mình không còn ổ đĩa nào ở trên đĩa. Nếu mà có dấu check á, tức là mình còn đĩa trên ổ đĩa, không có dấu check tức là đã hết rồi, lấy ra rồi đó. Bây giờ mình reboot ha, after rebooting và reboot lại ha, bấm chuột machine nè, mình chọn reset ha. Reset đây. Bây giờ trên chỗ dấu nhắc si ha, mình đánh chữ win. À, Windows 2.1 đây. Windows 2.1 nó hỗ trợ con chuột nha các bạn. Windows nó hỗ trợ chuột, khỏi lo. Windows 1 chấm thì nó không hỗ trợ con chuột ha. Nó có gì đây, tùm lum nè, backup. Ờ, máy tính nè, calculate. Máy tính nè ha. Mini cho nó chạy xuống. Hay mình theo mình chọn xuống nó nằm dưới đây nè. Lịch nè, cái này calendar. Lịch nó đây. Mini nó chạy nằm dưới đây nè. Nằm dưới đây. Cho nó nằm nhỏ xuống á. Control. Lâu đi. À, thì đó Windows 2.1 nó nằm vậy, nó vậy ha. File mình dùng cần phím internet F file ha. Mình mũi tên qua lại để mình là end section special á. End section là mình thoát ra khỏi Windows ha. Enter. Thoát khỏi Windows. Ok. Đó, vậy thôi. Bây giờ muốn vô Windows thì đánh chữ Win. Muốn đánh vô Windows vô chữ Win. Vô Windows. Còn thoát Windows thì mình chọn Internet S End Section. Ok. Đó, đó là Windows 2.1 mình đã thoát ra rồi đó. Rồi đóng máy ảo ha. À, chỉ nói nếu mà mình con chuột mình không có thấy con chuột á, thì mình nhớ bấm phím control ha. Control sẽ hiện con chuột lên. À, sẽ hiện con chuột lên cho mình điều khiển nè. Close. Mình chọn dòng dưới ha. Dòng dưới là power off machine nè. Là tắt máy ảo á. Ok. Đó. Đây các bạn. Đó, mình tắt này nó hiện là power off ha.
Thank you. Cảm ơn các bạn đã xem ha.